Kinh Trường A Hàm phần 3. 20. Kinh A Ma Trú. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật du hành nước Câu Tác La, cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị, rồi đến Y Sa Năng Già La, thôn của một người Bà La Môn ở Câu Tác La. Ngài nghỉ đêm tại rừng Y Sa. Lúc ấy có một người Bà La Môn tên Phất Già La Sa La đang sống ở thôn Úc Già La. Thôn ấy sung túc, nhân dân đông đúc, là một thôn được vua Ba Tư Nặc phong cho Bà La Môn Phất Già La Sa La làm phạm phần. Người Bà La Môn này từ bảy đời nay cha mẹ đều chân chính, không bị người khác khinh thường, đọc tụng thông suốt ba bộ cựu điển, có thể phân tích các loại kinh thư, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, nghi lễ tế tự, có 500 đệ tử, dạy dỗ không bỏ phế. Ông có một đệ tử Ma Nạp tên là A Ma Trú. Từ bảy đời nay cha mẹ đều chân chính, không bị người khác khinh thường, đọc tụng thông suốt ba bộ cựu điển, có thể phân tích các loại kinh thư, và cũng giỏi phép xem tướng đại nhân, nghi lễ tế tự, và cũng có 500 đệ tử Ma Nạp dạy dỗ không bỏ phế, không khác với thầy mình. Lúc ấy Bà La Môn Phất Già La Sa La nghe đồn Sa Môn Cù Đàm Thích Tử xuất gia thành đạo, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị đến Y Sa Năng Già La, thôn của Bà La Môn, đang nghỉ trong rừng Y Sa. Ngài có tiếng tăm lớn lưu truyền trong thiên hạ là Như Lai, Chí Chân, Đặng, Chính Giác, đầy đủ 10 hiệu. Ở giữa chư thiên, người đời, ma hoặc ma thiên, Sa Môn, Bà La Môn đã tự mình chứng nghiệm rồi thuyết pháp cho người khác. Pháp ấy thiện xảo khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng cuối, có đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Ông nghĩ, với bậc chân nhân như vậy, ta nên đến thăm viếng. Ta nay nên đến xem Sa Môn Cù Đàm để xác định vị ấy có 32 tướng, tiếng tăm đồn khắp. Điều đó có đúng sự thật chăng? Nên bằng duyên cớ nào để có thể thấy tướng của Phật? Rồi lại nghĩ, nay đệ tử ta A Ma Trú từ bảy đời trở lại, cha mẹ đều chân chính, không bị người khác khinh thường, đọc tụng thông suốt ba bộ cựu điển, có thể phân tích các loại kinh thư, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, nghi lễ tế tự. Duy chỉ người này có thể sai đi xem Phật để biết có các tướng ấy không. Khi ấy Bà La Môn liền sai đệ tử A Ma Trú đi, bảo rằng: "Con hãy đến xem Sa Môn Cù Đàm kia có thật có 32 tướng hay không, hay là dối." A Ma Trú liền thưa thầy ngay rằng: "Con làm thế nào để nghiệm xét tướng của Cù Đàm để biết thật hay dối?" Người thầy trả lời: "Nay ta bảo cho con biết, nếu thật có 32 tướng đại nhân, chắc chắn có hai đường không nghi ngờ gì nữa. Nếu tài gia sẽ làm chuyển luân thánh dương cai trị 4 thiên hạ, đúng theo pháp mà trị quá, thống lãnh nhân dân, đầy đủ 7 báo. Một, báo bánh xe vàng. Hai, báo voi trắng. Ba, báo ngựa xanh. Bốn, báo thần châu. Năm, báo ngọc nữ. Sáu, báo cư sĩ. Bảy, báo điển binh. Vua có 1000 người con dũng mãnh, đa trí, hàng phục kẻ thù, không cần dùng vũ khí mà thiên hạ thái bình, nhân dân trong nước không có điều kinh sợ.
Còn nếu không ham thích thế gian, vì ấy xuất gia cầu đạo sẽ thành Như Lai, chí nhân, đặng chính giác, đầy đủ mười hiệu. Theo đó mà có thể biết thực hư của Cù Đàm. À Ma Trú vâng lời thầy sai bảo, bèn thắng cổ xe báo, dẫn theo 500 đệ tử Ma Nạp, vào lúc sáng sớm ra khỏi thôn, đi đến rừng Y Sa. Đến nơi, xuống xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn. Trong lúc cùng đàm luận nghĩa lý, nếu Thế Tôn đang ngồi thì Ma Nạp này đứng, nếu Thế Tôn đứng thì Ma Nạp này ngồi. Phật nói với Ma Nạp rằng: Phải chăng ngươi đã từng đàm luận với các Bà La Môn trưởng thượng kỳ cựu như thế? Ma Nạp bạch Phật: Nói như vậy nghĩa là sao? Phật bảo Ma Nạp: Trong lúc cùng đàm luận, ta ngồi thì ngươi đứng, ta đứng thì ngươi ngồi. Phép đàm luận của thầy ngươi phải là như vậy chăng? Ma Nạp bạch Phật: Theo phép Bà La Môn của tôi, ngồi thì cùng ngồi, đứng thì cùng đứng, nằm thì cùng nằm. Nay với hạng sa môn quỷ hình, không vợ, không con, hèn hạ, thấp kém, tập theo pháp đen tối, thì khi tôi cùng bọn người ấy luận nghĩa, không theo phép ngồi đứng. Bây giờ Thế Tôn liền nói với Ma Nạp ấy rằng: Khanh Ma Nạp chưa được dạy dỗ. Khi Ma Nạp nghe Thế Tôn gọi mình bằng khanh, lại nghe bị chê là chưa được dạy dỗ, tức thì nổi giận kích bác Phật rằng: Con nhà họ Thích này hay có lòng độc ác, không có phép tắc. Phật bảo Ma Nạp: Những người họ Thích có lỗi gì với khanh? Ma Nạp nói: Xưa một lần, tôi có chút duyên sự của thầy tôi với họ Thích ở nước Ca Duy Việt. Khi ấy, có nhiều người họ Thích có chút nhân duyên nên tập hợp tại giảng đường. Thấy tôi từ xa đến, họ khinh mạng, đùa cợt, không thuận nghi pháp, không biết kính trọng nhau. Phật bảo Ma Nạp: Các người họ Thích kia, khi ở trong nước mình, có thể vui đùa thỏa thích, cũng như chim bay đối với khu rừng có tổ của nó, ra vào tự tại. Cũng vậy, các người họ Thích khi ở trong nước mình, có thể vui đùa tự tại. Ma Nạp bạch Phật: Đời có bốn chủng tính: Sát Lỵ, Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La. Ba chủng tính kia thường tôn trọng, cung kính, cúng dường Bà La Môn. Những người họ Thích kia không nên như vậy. Họ Thích là tôi tớ kia, hèn mọn, thấp kém mà không cung kính Bà La Môn như ta. Bây giờ Thế Tôn nghĩ thầm rằng: Gã Ma Nạp này nhiều lần mắng nhiếc và nói đến từ tôi tớ. Vậy ta có nên nói nguồn gốc của nó để nó khuất phục chăng? Rồi Phật bảo Ma Nạp: Dòng họ ngươi là gì? Ma Nạp trả lời: Tôi thuộc dòng họ Thanh Dương. Phật bảo Ma Nạp: Dòng họ ngươi như thế là thuộc dòng dõi tôi tớ của dòng họ Thích. Lúc ấy, 500 đệ tử Ma Nạp kia thấy đều lớn tiếng nói với Phật rằng: Chớ nói như vậy, chớ nói Ma Nạp này thuộc dòng dõi tôi tớ của dòng họ Thích. Vì sao? Đại Ma Nạp này thật sự là con nhà tông tộc, nhan màu xinh đẹp, tài biện luận ứng cơ, nghe nhiều, học rộng, đủ để cùng đàm luận, trao đổi với Cù Đàm. Thế Tôn nói với 500 Ma Nạp: Nếu thầy của các ngươi không đúng như lời các ngươi nói, ta sẽ bỏ qua thầy ngươi mà luận nghĩa với các ngươi. Nếu thầy ngươi có đúng như lời các ngươi nói, các ngươi nên im lặng để ta luận với thầy các ngươi. 500 Ma Nạp bấy giờ bạch Phật rằng: Chúng tôi tất cả sẽ im lặng, xin Ngài luận với thầy của chúng tôi. Bấy giờ Thế Tôn nói với A Ma Trú: Trong thời quá khứ lâu dài xa xưa, có vị vua tên Thanh Ma.
vua có 4 người con trai. Thứ nhất tên Diện Quang, thứ hai tên Tượng Thực, thứ ba tên Lộ Chỉ, thứ tư tên Trang Nghiêm. 4 người con của vua có chút vi phạm, bị vua đuổi khỏi nước, đến phía nam Tuyết Sơn, sống trong rừng Trực Thọ. Mẹ của 4 người con cùng với các gia thuộc đều nghĩ nhớ họ, cùng nhau nhóm họp bàn, rồi đi đến chỗ Thanh Ma Vương tâu rằng: Đại Vương, nên biết 4 người con của chúng ta xa cách đã lâu, nay tôi muốn đi thăm. Vua nói: Muốn đi thì tùy ý. Người mẹ và các quyến thuộc nghe vua dạy, liền đi đến phía nam Tuyết Sơn, trong rừng Trực Thọ, đến chỗ 4 người con. Các bà mẹ nói: Con gái của ta gả cho con trai ngươi, con trai ngươi gả cho con gái ta. Rồi họ phối nhau thành vợ chồng, sau sinh con trai dung mạo xinh đẹp. Lúc ấy, vua Thanh Ma nghe 4 người con mình được các bà mẹ gả cho các con gái làm vợ, sinh con trai xinh đẹp, vua rất vui mừng, thốt lên lời này: Đích thực là con nhà họ Thích, đích thực là con trai họ Thích, vì chúng có thể tự lập, nhân đó đặt tên là Thích. Thanh Ma Vương chính là tiên tổ họ Thích vậy. Vương có một người nữ tỳ tên gọi Phương Diện, nhan mạo xinh đẹp, cùng thông giao với một người Bà La Môn, bèn có thai, sinh một ma nạp, vừa rơi xuống đất đã biết nói. Nó nói với cha mẹ rằng: Hãy tắm cho con, trừ sạch dơ bẩn, sau này lớn lên con sẽ báo ơn. Vì mới sinh đã biết nói nên đặt tên Thanh Vương. Như nay kẻ mới sinh mà biết nói thì ai cũng sợ, đặt tên là đáng sợ. Kia cũng vậy, vừa sinh đã biết nói nên được đặt tên là Thanh Vương. Từ đó đến nay, Bà La Môn lấy Thanh Vương làm họ. Lại bảo Ma Nạp: Ngươi có bao giờ nghe các Bà La Môn kỳ cựu trưởng thượng nói về nguồn gốc dòng họ này chưa? Lúc ấy Ma Nạp im lặng không trả lời, hỏi lần nữa lại cũng không trả lời. Phật hỏi đến 3 lần, bảo Ma Nạp rằng: Ta hỏi đến 3 lần, ngươi hãy nhanh chóng trả lời. Nếu ngươi không trả lời, Mật Tích Lực Sĩ tay cầm chày vàng đứng hai bên ta sẽ đánh cho đầu ngươi vỡ thành 7 mảnh. Lúc ấy Mật Tích Lực Sĩ tay cầm chày vàng đang đứng giữa hư không ngay trên đầu Ma Nạp. Nếu Ma Nạp không trả lời câu hỏi đúng lúc, sẽ hạ chày vàng đánh vỡ đầu Ma Nạp. Phật bảo Ma Nạp: Ngươi hãy ngước nhìn xem. Ma Nạp ngước nhìn, thấy Mật Tích Lực Sĩ tay cầm chày vàng đứng giữa hư không. Thấy vậy rất đổi kinh hãi, toàn thân lông dựng đứng, liền rời chỗ ngồi đến gần Thế Tôn, nương tựa nơi Thế Tôn để được cứu hộ. Ma Nạp bạch Phật: Thế Tôn hãy hỏi, con sẽ trả lời. Phật hỏi Ma Nạp: Ngươi có bao giờ nghe các Bà La Môn kỳ cựu trưởng thượng nói về nguồn gốc dòng họ này chưa? Ma Nạp đáp: Tôi tin là đã từng nghe, thật có sự kiện ấy. Khi ấy 500 Ma Nạp thảy cùng cất tiếng bảo nhau rằng: A Ma Trú này thật sự thuộc dòng họ tôi tớ của Thích Ca. Sa Môn Cù Đàm nói sự thật, chúng ta vô cớ ôm lòng khinh mạng. Bây giờ Thế Tôn nghĩ thầm, 500 Ma Nạp này về sau tất có lòng khinh mạng, gọi Ma Nạp này là tôi tớ, nay hãy phương tiện làm mất cái tên gọi tôi tớ ấy. Phật liền nói với 500 Ma Nạp: Các ngươi cẩn thận, chớ xem người này thuộc dòng họ nô tài. Vì sao? Tiên tổ Bà La Môn của người này là một đại tiên nhân có oai lực lớn, gây chiến với Thanh Ma Vương đòi lấy con gái.
vì sợ vua bèn gả con gái cho. Do lời này của Phật, Ma Nạp thoát khỏi danh xưng tôi tớ. Rồi Thế Tôn bảo A Ma Trú: Thế nào Ma Nạp, nếu con gái sát lỵ có bảy đời cha mẹ chân chính không bị khinh khi, được gả cho một người Bà La Môn làm vợ, sinh một người con trai là Ma Nạp dung mạo xinh đẹp. Người con trai này khi đi vào giữa những người sát lỵ, nó có được mời ngồi, nhận nước, tụng đọc pháp sát lỵ không? Đáp: Không được. Có được sự nghiệp tài sản của cha không? Đáp: Không được. Có được kế thừa chức của cha không? Đáp: Không được. Thế nào Ma Nạp, nếu con gái Bà La Môn có cha mẹ bảy đời chân chính, không bị người khinh khi, được gả cho người sát lỵ làm vợ, sinh một người con dung mạo xinh đẹp, người này khi vào giữa chúng Bà La Môn có được mời ngồi, được nhận nước không? Đáp: Được. Được tụng đọc pháp Bà La Môn, được hưởng gia tài của cha, thừa kế chức vụ của cha không? Đáp: Được. Thế nào Ma Nạp, nếu người Bà La Môn bị Bà La Môn tận xuất, chạy vào chủng tính sát lỵ, có được chỗ ngồi, được nước, được tụng đọc pháp sát lỵ không? Đáp: Không được. Được hưởng di sản của cha, kế thừa chức vụ của cha không? Đáp: Không. Nếu chủng tính sát lỵ bị sát lỵ tận xuất sang Bà La Môn, có được chỗ ngồi, được mời nước, tụng đọc pháp Bà La Môn chăng? Đáp: Được. Vậy thì, này Ma Nạp, giữa người nữ, nữ sát lỵ trỗi hơn, giữa người nam, nam sát lỵ trỗi hơn, không phải là Bà La Môn vậy. Phạm Thiên tự mình nói bài kệ rằng: Trong đời sát lỵ nhất, với ai y chủng tính, minh hành thảy đầy đủ, tối thắng giữa trời người. Phật bảo Ma Nạp: Phạm Thiên nói bài kệ này thật là nói khéo, chớ không phải không khéo. Ta công nhận như vậy. Vì sao? Nay như ta, Như Lai, Chí Chân, Đặng Chính Giác cũng nói nghĩa đó. Trong đời sát lỵ nhất, với ai y chủng tính, minh hành thảy đầy đủ, tối thắng giữa trời người. Ma Nạp bạch Phật: Cù Đàm, vô thượng minh hành cụ túc là thế nào? Phật bảo Ma Nạp: Hãy nghe kỹ, hãy nghe kỹ, hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói cho. Đáp: Kính dâng, rất muốn được nghe. Phật bảo Ma Nạp: Nếu Đức Như Lai xuất hiện ở đời là bậc ứng cúng, chính biến tri, minh hành túc, là đấng thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, Ngài ở giữa chư thiên, người đời, Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma, Phạm Dương, mà tự mình chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho người. Pháp được nói ấy thiện xảo khoảng đầu, thiện xảo khoảng giữa, khoảng cuối cũng thiện xảo, đầy đủ nghĩa và vị, khai mở phạm hành thanh tịnh. Hoặc cư sĩ, con trai cư sĩ và các chủng tính khác, nghe chính pháp mà sinh lòng tín ngưỡng, do tâm tín ngưỡng mà nghĩ như vậy: Ta nay tại gia, vợ con ràng buộc, không thể thanh tịnh thuần tu phạm hạnh, ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. Người ấy sau đó từ bỏ gia đình tài sản, từ giả thân tộc, cạo bỏ râu tóc, bần ba pháp y, xuất gia tu đạo. Cũng đồng với những người xuất gia, xả bỏ các thứ trang sức, đầy đủ các giới hạnh, không làm hại chúng sinh. Xả bỏ dao gậy, tâm hằng tàm quý, từ niệm đối với hết thảy, đó là không giết. Xả bỏ tâm trộm cắp, không lấy vật không cho, tâm hằng thanh tịnh, không có ý lén lút lấy cắp,
đó là không trộm cắp, xả ly dâm dục, tịnh tu phạm hạnh, ân cần tinh tấn, không bị nhiễm dục, sống trong sạch, đó là không dâm. Xả ly vọng ngữ, chí thành không lừa dối, không gạt người, đó là không nói dối. Xả ly nói hai lưỡi, nếu nghe lời người này, không truyền lại người kia, nếu nghe lời người kia, không truyền lại người này. Những người chia rẽ thì làm cho hòa hợp, khiến cho thân kính lẫn nhau. Những lời nói ra đều hòa thuận, đúng thời, đó là không nói hai lưỡi. Xả ly ác khẩu, những lời nào là thô lỗ, thích gây não người khác, khiến sinh phận kết, xả những lời như vậy. Lời nói dịu dàng, không gây oán hại, đem nhiều lợi ích, được mọi người yêu kính, thích nghe những lời như vậy, đó là không ác khẩu. Xả ly ỷ ngữ, lời nói hợp thời, thành thật như pháp, y luật diệt trừ tranh chấp, có duyên cớ mới nói, lời nói không phát suông, đó là xả ly ỷ ngữ. Xả ly uống rượu, xa lìa chỗ buông lung, không đeo hương hoa anh lạc, không đi xem và nghe các thứ ca, múa, sướng, hát, không ngồi giường cao, không ăn phi thời, không cất chứa, sử dụng vàng bạc bảy báu, không cưới thê thiếp, không nuôi nô tỳ, voi, ngựa, trâu bò, gà, chó, heo, dê, không tích chứa ruộng, nhà, giường tược, không gạt người bằng cân đông dối trá, không lôi kéo nhau bằng bàn tay, nắm tay, cũng không cầm đồ, không du dối người, không làm điều ngụy trá. Xả bỏ những thứ xấu ác như vậy, diệt trừ các tranh tụng, các điều bất thiện. Đi thì biết thời, không phải thời thì không đi. Lường dạ mà ăn, không tích chứa dư thừa. Che thân bằng y phục, vừa đủ thì thôi. Pháp phục, bình bát thường mang theo mình, như chim bay mang theo mình hai cánh. Cũng vậy, tỳ kheo không chứa dư thừa. Này Ma Nạp, như các sa môn, bà la môn khác, nhận sự tín thí của người mà vẫn tìm cách tích chứa, với y phục, ẩm thực không hề biết đủ. Ai vào trong pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của do người tín thí, vẫn tự mình kinh doanh buôn bán, gieo trồng cây cối, sở y của quỷ thần. Ai vào trong pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, vẫn tìm phương tiện cầu các lợi dưỡng, các thứ ngà voi, tạp bảo, giường lớn cao rộng, với các loại chăn nệm thêu thùa sặc sỡ. Ai vào trong pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn, bà la môn khác, tuy nhận của người tín thí, vẫn tìm phương tiện, tìm cách trang điểm mình, bôi dầu vào thân, tắm gội bằng nước thơm, thoa các thứ bột thơm, chải đầu thơm láng, đeo tràng hoa đẹp, nhuộm mắt xanh biếc, bôi mặt cho đẹp đẽ, đeo vòng xuyến sáng chói, dùng gương soi mặt, giày da đủ màu, áo trên thuần trắng, dao gậy, người hầu, lọng báo, quạt báo, xe báo trang nghiêm. Ai vào trong pháp ta không có những việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí mà chuyên việc vui chơi, chơi bài, chơi cờ, loại 8 đường, 10 đường, 100 đường, cho đến đủ hết mọi đường, với đủ các loại vui chơi khác nhau, ai vào trong pháp ta không có những việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí vẫn nói những lời vô ích, chướng ngại đạo, bàn các việc dương giả, việc chiến đấu quân mã,
Diệt Quang Liêu, đại thần, cưỡi ngựa, đánh xe ra vào, dạo chơi vườn rừng, bàn luận việc nằm, việc đứng, việc đi bộ, việc nữ nhân, việc y phục, ẩm thực, thân lý, lại nói chuyện vào biển Tầm Ngọc. Ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tính thí bằng vô số phương tiện, chỉ sinh hoạt tà mạng, mỹ từ vua xỉm, hiện tướng khen chê, lấy lợi cầu lợi. Ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tính thí lại chỉ tranh cãi nhau, hoặc nơi vườn rừng, hoặc nơi ao tắm, hoặc ở sảnh đường, chỉ trích lẫn nhau rằng: ta biết kinh luật, ngươi không biết gì. Ta đi đường chính, ngươi đi lối tà. Ngươi đặt cái trước ra sau, đặt cái sau ra trước. Ta nhịn ngươi được, ngươi không biết nhịn. Những điều ngươi nói đều không chân chính. Nếu có điều gì nghi ngờ, cứ đến hỏi ta, ta giải đáp được hết. Ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn, tuy ăn của người tính thí lại làm các phương tiện, cầu làm sứ giả, hoặc làm sứ giả thông tin cho vua, đại thần của vua, bà la môn, cư sĩ, từ người này đến người kia, từ người kia đến người này, đem lời người này trao cho người kia, đem lời người kia trao cho người này, hoặc tự mình làm, hoặc sai người khác làm. Ai vào trong pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tính thí lại chỉ luyện tập các việc chiến trận, tỷ đấu, hoặc luyện tập dao, gậy, cung, tên, hoặc nuôi gà chọi, chó, heo, dê, voi, ngựa, bò, lạc đà, hoặc đấu nam nữ, hoặc tấu các thứ tiếng, tiếng loa, tiếng trống, tiếng ca, tiếng múa, leo cột phướng, leo xuôi, leo ngược, đủ các thứ trò chơi. Ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tính thí lại hành pháp chướng ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạng, xem tướng trai gái, các hung đẹp xấu và tướng súc sinh, lấy lợi cầu lợi. Ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tính thí vẫn hành pháp chướng ngại đạo, sinh sống tà mạng, kêu gọi quỷ thần, hoặc đuổi đi, hoặc bảo dừng các thứ ếm đạo, vô số phương thuật khiến người sợ hãi, có thể tụ, có thể tán, có thể khổ, có thể vui, lại có thể an thai, trục thai, cũng có thể chú ếm người khiến làm lừa ngựa, cũng có thể khiến người đuôi mù, câm, ngọng, hiện bày các mánh khóe, chắp tay hướng về mặt trời, mặt trăng, làm các khổ hạnh để cầu lợi. Ai vào trong pháp ta không có những việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tính thí mà hành các pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạng, chú bệnh cho người, hoặc tụng ma thuật ác, hoặc tụng chú thuật lành, hoặc làm thầy thuốc, châm cứu thuốc thang, trị liệu các thứ bệnh. Ai vào pháp ta không có những việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tính thí nhưng hành các pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạng, hoặc chú nước, chú lửa, hoặc chú ma quỷ, hoặc tụng chú sát lỵ, hoặc tụng chú chim, hoặc tụng chú chi tiết, hoặc bùa chú trấn nhà, trấn cửa, hoặc bùa chú giải trừ lửa cháy, chuột gặm, hoặc tụng kinh thư ly biệt sinh tử, hoặc đọc sách đoán mộng, hoặc xem tướng tay, tướng mặt, hoặc đọc sách tất cả âm,
Ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tính thí mà hành pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạng, xem tướng thiên thời, đoán mưa hay không mưa, thóc cao hay thóc kém, bệnh nhiều hay bệnh ít, kinh sợ hay an ổn, hoặc nói động đất, sao chổi, nhật thực, nguyệt thực, tinh thực, hoặc nói không thực, điềm lành như vậy, điềm xấu như vậy. Ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tính thí mà hành pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạng, hoặc nói nước này hơn nước kia không bằng, hoặc nói nước kia hơn nước này không bằng. Xem tướng tốt xấu, đoán việc thịnh suy, ai vào pháp ta không có việc ấy. Nhưng tu thánh giới không nhiễm trước tâm, trong lòng hỷ lạc. Mắt tuy nhìn thế sắc, nhưng không nắm bắt các tướng. Mắt không bị sắc trói buộc, kiên cố tịch nhiên, không điều tham đắm, cũng không buồn lo, không rò rỉ các ác, kiên trì giới phẩm, khéo thủ hộ nhãn căn. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy. Khéo chế ngự sáu xúc, hộ trì điều phục, khiến cho được an ổn, cũng như đi xe bốn ngựa trên đường bằng phẳng. Người đánh xe khéo cầm roi khống chế, không để trật lối. Tỳ kheo cũng vậy, chế ngự con ngựa sáu căn an ổn không mất. Vì ấy có thánh giới như vậy, khéo hộ trì các căn theo thánh pháp, ăn biết đủ, cũng không tham gì, chỉ với mục đích nuôi thân, để không bị khổ hoạn mà không cống cao. Điều hòa thân mình khiến cho cái khổ cũ diệt, cái khổ mới không sinh, có sức vô sự khiến thân an lạc. Cũng như người dùng thuốc bôi ghẻ, cốt để ghẻ lành chứ không phải để trang sức, không gì tự cao. Ma nạp, tỳ kheo như vậy, ăn đủ để duy trì thân, không có lòng kiêu mạn phóng túng. Cũng như xe được bôi mỡ, cốt để trơn tru, khiến vận hành thông suốt, đi đến đích. Tỳ kheo cũng vậy, ăn uống cốt đủ duy trì thân để mà hành đạo. Ma nạp, tỳ kheo như vậy, thành tựu thánh giới, được các căn của thánh, ăn biết vừa đủ. Bấy giờ, đầu hôm cuối hôm, tinh tấn tỉnh giác, lại vào lúc ban ngày, hoặc đi hoặc dừng, thường niệm nhất tâm, trừ các ấm cái. Vì ấy, vào khoảng đầu hôm, hoặc đi hoặc ngồi, thường niệm nhất tâm, trừ các ấm cái. Cho đến giữa đêm, nằm nghiêng hông phải, tưởng niệm sẽ trỗi dậy. Đặt ý tưởng vào ánh sáng, tâm không loạn tưởng. Đến lúc cuối đêm, liền dậy tư duy, hoặc đi, hoặc ngồi, trừ các ấm cái. Tỳ kheo có thánh giới như vậy đầy đủ, được các bậc căn thánh, ăn uống biết đủ. Đầu hôm, cuối hôm, tinh cần.